Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA mình nha Bây giờ mình xin chia sẻ với mọi người một chủ đề khá là hấp dẫn nữa Đó là liên quan tới tiền ừ, uhm, Dĩ nhiên mình có làm những chủ đề khác nữa giờ mình mong mọi người cũng sẽ ủng hộ mình giống như là chủ đề này Ok, quay trở lại vô chủ đề chính Cả như mình nghe thiên hạ đồ phong phanh đó là ông trong Tổng thống Trump Ông đề xuất là nên cho các người Mỹ nào mà quay trở lại đi làm thì được ngàn hai thì à, mọi người nghĩ cái điều đó nó có khả thi hay không? Dĩ nhiên là là trước tiên á nó không có hề khả thi một tí xíu nào hết. Tại đơn giản á là ông tổng thống Trump ông không có quyền đó, ha? Dĩ nhiên là ông là tổng thống. Mm. Nhưng mà tổng thống bên Mỹ này có bị giới hạn quyền lực, ha? Ông không phải ông muốn cho gì cho, không phải muốn ra là gì ra, không phải muốn làm gì làm. À, nhưng mà nói tới đây thì chúng ta cũng không nên là từ bỏ hết hy vọng à, cái việc mà liên quan tới một nghìn hai lần hai là vẫn còn khá là cửa khá là lớn. À, tại vì mình đã đọc được một bài báo để đăng trên à, các à, báo Mỹ à, đại khái là ông chủ tịch thượng viện ông Mitch McConnell ông lên trên đài Fox News vào hôm thứ năm tuần trước. À ông nói là ông trả lời ký giả là ông đồng ý là người Mỹ sẽ cần thêm một gói cứu trợ nữa á à, cái câu nói này rất là quan trọng ha ok kể như là chúng ta vừa biết là hạ viện vừa thông qua một cái gói cứu trợ 3.000 tỷ đô à, dĩ nhiên cái gói cứu trợ đó nó bị sừng lên trên thượng viện và nó đã bị bác bỏ bị bên phía đảng cộng hòa trên thượng viện à, nhưng mà cái ông chủ tịch thượng viện này nè Ông cũng lên tiếng là người Mỹ họ đang rất cần một gói cứu trợ thứ hai nữa à, Tức là trong tương lai chắc chắn sẽ có được một gói cứu trợ thứ hai cho người Mỹ Mà cứu trợ có nghĩa là gì? Tức là tiền Tiền chạy thẳng vào túi người Mỹ Một hai ngàn đô gì đó Cho một người và bao nhiêu ngàn đô Ba bốn ngàn đô cho một gia đình đó, đó là cái điều mà khá là khả thi Nhưng mà cái lại thêm một vấn đề nữa là Ông Mitch McConnell này Ông chủ tịch thượng viện á ông lại không có cho cái cái khoảng thời gian nào mà dân chúng có thể nhìn thấy được cái gói cứu trợ đó mọi người thấy không? tức là ông trả lời là ừ ok dân chúng sẽ có được một gói cứu trợ nữa ha, và ông đồng ý với cái quan điểm đó ha. nhưng mà ông lại trả lời là ừ nhưng mà chưa cần gấp. À, có thể chính xác là ông không cho biết là khi nào và khi nào hết. ông thành ra là giống như là kêu mọi người cứ chờ đi ok <laughs> và tới như là sắp tới lễ này thì thượng diện người ta sẽ đi gọi là đi nghỉ dưỡng à, trong khoảng thời gian bao nhiêu ngày đó à. và trong lúc mà thượng viện đi nghỉ dưỡng là sẽ không xét bất cứ cái gói cứu trợ nào hết không à. tức là sẽ không xét cái gói cứu trợ mà hạ viện đã thông qua vào tuần trước hay tuần kia gì đó không à và cũng sẽ không bàn tới cái gói của chợ mà bên thượng viện như Mitch một cơ nào ông, vừa gợi ý tức là tất nếu mà có tiền cho người dân Mỹ mà đợt thứ hai á thì mai ra nó nó cũng phải chờ tới tháng tám tháng chín lần à, khi đó là một là mọi người đã được đi làm tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống đáng kể rồi ha thay vì thay vì bây giờ 15% phần trăm đi thì khi đó mai ra nó xuống còn có 12% ngon, thì khi đó là chính phủ Mỹ sẽ xem xét thêm một gói cứu trợ nữa, tại vì tỷ lệ thất nghiệp quá cao, phải không? người dân người ta cần tiền để mà cầm cự tiếp trong lúc mà chờ kinh tế nó khôi phục trở lại thì lúc đó mà miễn cưỡng phải không? sẽ xem xét. Còn à, bây giờ giống như là chính phủ Mỹ à, à, ông Mitch McConnell à, ông đang câu giờ vậy đó, phải không? tại vì à, bây giờ á ông có thể là không muốn tăng thêm nợ công cũng có thể là ông muốn không muốn cho đảng dân chủ được bên phía bà Nancy Pelosi được tội nguyện hay là nói chung là cũng có thể là tại vì ông cảm thấy là chưa cần cấp tại vì ông thấy dân Mỹ quá trời giàu vậy <laughs> nói chung là bây giờ là cái tiền mà cho dân Mỹ trong tương lai là chuyện có thể nhưng mà nó đó, đó là chuyện của tương lai à, cái cái mấu chốt nằm chỗ là cái chữ tương lai đó Tại vì, tại vì bây giờ hai bên, bên phía đảng dân chủ và bên phía đảng cộng hòa người ta đều đồng ý là bên dân mỹ người ta cần phải được thêm tiền vấn đề mà họ không đồng ý cái 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 mấu chốt nằm ở chỗ là hai bên bây giờ đảng dân chủ thì muốn thông qua cho dân mỹ trong khoảng thời gian bây giờ đại khái là muốn dùng tiền để mua phiếu tại vì năm nay là năm bầu cử còn đảng bên phía đó, mà đảng cộng hòa bên phía ông Mitch McConnell giống tổng thống Trump thì kêu là từ từ để xem xét tình hình à, thành ra đó nó dướng cái, cái 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 sự khác biệt đó bởi vì dân Mỹ là coi như là tiếp tục phải chờ đợi à, tiếp tục phải chờ đợi chứ không chờ đợi thì coi như là cũng không có cách gì hết thôi mà cái đó là chuyện của tương lai thì tương lai chúng ta sẽ bàn tiếp Còn bây giờ là video đã khá dài Xin chào và tạm biệt mọi người nhé Hy vọng mọi người thích những thông tin của mình về chia sẻ nha Thank you, bye bye now.